Theo như một số nhận định khoa học, chúng ta chỉ học được 10% từ việc đọc, 20% từ việc nghe, trong khi đó tới 80% kiến thức chúng ta tiếp thu được là thông qua việc trải nghiệm thực tế. Cũng bởi vậy mà Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt đã xây dựng những chương trình giáo dục trải nghiệm phù hợp nhất dành cho các bạn học sinh, sinh viên, giúp các bạn có thể phát triển một cách toàn diện. Tại đây, các bạn sẽ vừa được học, được tìm hiểu văn hóa và được trải nghiệm thông qua các hoạt động tham quan không gian nghề gốm Bát Tràng xưa và nay, nơi kể về những câu chuyện lịch sử và nguồn gốc hình thành của làng Bát Tràng, thưởng thức nghệ thuật độc đáo tại tầng 3, chọn đề la, giúp các bạn khám phá những điều mới lạ trước nay chưa từng thấy, tham quan và thưởng thức loại hình nghệ thuật điêu khắc ánh sáng và thưởng trà ủ lạnh tại tầng 5, hương sa trà, thưởng thức cỗ Bát Tràng được mệnh danh là cỗ tiến vua bởi hương vị đậm đà cũng như cầu kỳ trong từng công đoạn chế tác. Đặc biệt, các bạn còn được tham gia rất nhiều những hoạt động trải nghiệm bổ ích khác như tự tay vuốt gốm, tạo ra các sản phẩm của riêng mình mang những dấu ấn cá nhân, trải nghiệm ghép tranh gốm mosaic, tham gia các trò chơi team building vui nhộn. Các hoạt động này sẽ giúp các bạn kích thích trí tưởng tượng, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, rèn luyện tỉ mỉ chỉnh chu, nâng cao tinh thần đoàn kết hay đi tìm những điều bí mật được ẩn giấu tại ngôi làng cổ Bát Tràng gần 1.000 năm tuổi qua chương trình Mật Mã Làng Cổ. Mỗi một độ tuổi đều ẩn chứa những nét đặc trưng riêng, dựa vào đó mà chúng tôi xây dựng chương trình phù hợp nhất với từng đối tượng. Vậy nên, đừng chần chừ gì mà hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn về các dịch vụ tại trung tâm qua hotline 086 695 9288.